Vâng. Em về được một đôi nhá. Hôm nọ em về được một đôi Victor. Vâng, đây đôi Victor đây. Đấy. Hôm nọ được em về được một đôi Victor nhảy rồi, nhưng mà đời nó thấp hơn đời nhảy. Vâng, hôm trước là em về là em bán 2,5 triệu, cũng có rất nhiều người hỏi. Thì hôm nay nó lại về được một đôi dòng cổ này nữa nhá. Dòng này thì của nó tiếng nó hay hơn nhiều nữa nhá. Đấy, quý vị nhìn này, cái bát của nó lại khác, làm khác hoàn toàn nhảy. Đấy. Đấy. Con này của nó đẳng cấp hơn nhiều luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy, thùng vách rất là đẹp, đẹp hơn con vừa rồi rất nhiều. Đấy. Đây. Con trước của nó là 40W, còn con này là 50W nhá. Con này là 50W, vâng. Tiếng của con này ra đánh hay lắm nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Tiếng thanh thêm một lần. Con này nghe các loại thể loại nhạc nhẹ nhàng và nói tuyệt vời, trong veo. Đôi anh đôi bạn đường xa riêng nhau. Anh đi tôi ở mình vui được sao. Tiếng rất sáng nhá. Tiếng người đi trước đến giờ bạn đi sau gãy thêm. Vâng, con này nghe thì quá phê luôn. Vâng. Gian tuy bao la mà đầy trời mây, tâm tư khi duyên không chọn tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vòng nẻo về, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc mỗi không còn em, giấc mơ không nẻo tìm bóng ngã chiều hoang tiên. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bên tiếng đoạn tàu trong đêm bên hoa im lìm. Vâng, em thử một cái bài hát qua điện thoại với cái chất lượng âm thanh rất thấp xem nó thế nào, mà nó ra phải nói là tuyệt vời nha quý vị nhá. Phải nói là ra tuyệt vời luôn. Đấy. Em sẽ đo cái kích thước của đôi này nhá, quý vị thấy nhá. Vâng, đây. Con này kích thước của con này nó lên tới là 75,5. 75,5. Ôi, rất cao to nhá. Đấy. Ngang của nó tận 35. Sâu là 25, không lưới. Còn cả lưới của nó là khoảng tầm 30, gần 30. Vâng. Đấy. Em xem đường kính bát của nó nhá. Đường kính bát của nó bát 20. Vâng. Đấy. Vâng. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhá. Vâng. Còn đôi trước của nó chất lượng tiếng kém hơn đôi này, mà nó đã phê như thế rồi. Đôi này thì em nghe thì của nó là các loại nhạc, em thấy là các nhạc nhẹ nhàng của nó phê luôn. Vâng. Nghe không kém gì các cái dòng toàn giải cỡ cao tiền luôn. Những đôi này ngày xưa rất đắt tiền. Đấy, người nó khẳng định luôn. Tiếng rất là tốt. Đấy. Có cái giờ nó cổ quá rồi. Vâng. Nhìn nó hình thức nó không đẹp thôi, chứ còn tiếng nó thì rất hay. Nha. Hay hơn tất tầm mà tầm giá. À, em đọc luôn nhá. Em đọc luôn giá nhé. Giá của con này là 2.690.000 nhé. 2.690.000. Vâng. Cao hơn con trước hơn 100.000 thôi nhé. Vâng. Quý vị nào lấy alo cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn.